khi chụp được một bức ảnh ưng ý mà lại bị vướng rất nhiều người, bạn đừng xóa đi. Hãy vào album xem lại ảnh vừa chụp, trên góc trái chọn like, chọn khoe sáng lâu, thì đám đông sẽ bị xóa mờ. Đây là một trong 8 bí quyết rất hay của iPhone trong video này mà bạn nhất định phải biết. Có một cách rất hay để xóa người thừa trong ảnh mà không cần phải dùng bất kỳ một cái app nào khác. Đó chính là chức năng chụp ảnh Live Photo của iPhone. Đầu tiên bạn hãy bật chức năng Live Photo. Khi bức ảnh bị vướng đám đông, bạn vào album ảnh, xem lại ảnh vừa chụp, trên góc trái có chữ Like, bạn bấm vào, chọn phơi sáng lâu. Kết quả là đám đông đang di chuyển xung quanh đã bị xóa mờ hoàn toàn. Đây là kiểu chụp ảnh giả lập phơi sáng nên tốc độ rất là chậm. Bạn cần phải cầm điện thoại thật là vững và người được chụp cũng phải đứng yên, nếu không thì cũng sẽ bị mờ. Trong tình huống vị trí mà bạn đứng chụp ảnh có không gian hẹp, sử dụng camera góc rộng 0.5x cũng không lấy được hết khung cảnh. Lúc này, chế độ chụp ảnh pano sẽ trở nên hữu ích. Bí quyết là bạn phải di chuyển camera thật chậm theo hướng mũi tên và tay cầm cũng phải thật là vững, tránh rung lắc. Bấm vào nút chụp một lần nữa để kết thúc. Khi bạn xem các video hướng dẫn chụp ảnh bằng điện thoại thì người ta thường hay xoay ngược điện thoại lại. Vậy mục đích của việc xoay ngược điện thoại này để làm gì? Đây là cách để camera được đặt sát mặt đất để tạo ra một góc nhìn mới lạ và cũng để bạn không cần phải cúi người hay là thậm chí nằm xuống quá thấp. Khi bật camera điện thoại lên, bạn sẽ thấy được một cái nút chỉnh sáng. Nếu bạn biết cách sử dụng linh hoạt, chỉnh sáng hoặc là tối thì sẽ tạo ra được một bức ảnh có độ tương phản cao, nhìn rất là nghệ. Chức năng chụp ảnh chân dung xóa phông của iPhone thì không có gì mới, nhưng để điều khiển được khẩu độ của camera hay nói cách khác là điều khiển được độ xóa phông thì không phải ai cũng biết. Ở chế độ chụp ảnh chân dung, trên góc trái có chữ F, đó chính là chức năng cho phép bạn điều chỉnh khẩu độ. Khi bạn bấm vào sẽ hiện ra thanh khẩu độ. Khi bạn kéo đến cái số càng nhỏ thì cái background càng mờ. Cụ thể hơn, mời bạn xem ví dụ tiếp theo cũng ở chế độ chụp ảnh chân dung, bấm vào chữ F trên góc trái. Trên thanh điều khiển khẩu độ, nếu bạn chụp với thông số lớn nhất F16 thì bức ảnh không đẹp, hậu cảnh rất là nhiều chi tiết. Khi bạn kéo đến thông số nhỏ nhất F1.4 thì background mờ dần và tạo ra hiệu ứng xóa phông rất là lung linh. Nhân vật trong bức ảnh cũng sẽ nổi bật khỏi background, không kém gì được chụp bằng máy cơ chuyên nghiệp. Nếu như bạn đã hiểu rõ về cách xóa phông của camera điện thoại thì bí quyết tiếp theo sẽ rất hữu ích với bạn. Điện thoại iPhone cho phép bạn điều chỉnh được cái độ xóa phông ngay trên bức ảnh đã có sẵn. Bạn mở ảnh lên từ album ảnh, vào phần chỉnh sửa. Trên góc trái có chữ F, bạn bấm vào sẽ hiện ra cái thanh điều khiển khẩu độ. Bạn thử kéo đến thông số càng nhỏ thì background càng bị xóa mờ. Bạn bấm vào chữ xong để lưu ảnh. Ngược lại, bạn không muốn có được bức ảnh mà background bị mờ, bạn làm tương tự. Kéo thông số ở thanh khẩu độ về phía số lớn nhất, lúc đó background sẽ trở nên rõ nét. Chức năng chụp đêm của iPhone giúp bạn chụp được bức ảnh sáng rõ trong cái phối cảnh là thiếu sáng bằng cách là chụp phơi sáng từ 2 đến 3 giây hoặc là tự động.
bạn có thể sử dụng chức năng này để xóa mờ đám đông đang di chuyển trong bức ảnh. Vào chức năng chụp đêm, chỉnh thời gian đến mức tối đa 2 giây, bấm chụp và đợi cho cái vòng tròn chụp ảnh xoay hết hoàn toàn. Bí quyết là bạn phải cầm điện thoại thật cho là vững và cái người được chụp cũng phải giữ yên hoàn toàn trong 2 giây, nếu không là sẽ bị mờ. Bạn được mọi người chụp cho một bức ảnh nhưng mà cái chân hơi bị ngắn. Đừng vội lo lắng vì iPhone cho phép bạn chỉnh chân dài ngay trong cái phần sửa ảnh. Bạn làm theo hướng dẫn như trên màn hình. Kéo thông số cho chân dài đến mức vừa ý thì bấm lưu lại ảnh. Video đến đây là hết. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo nhé.